hôm nay sầu riêng Ri6 lên rất là nhiều luôn nha cả nhà. Mua skin thì khách mua quá chừng luôn nên còn số lượng ít thôi. Bà chủ đang khui một ký cơm giao cho khách nha cả nhà. Ri6 hôm nay là 120.000 một ký. Giá trái còn giá ruột thì khui lấy ruột gì là 400.000 ký nha cô chú anh chị. Mua skin thì 220.000 một ký nha. Ở địa chỉ 415 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10 nha cả nhà. Khi mình nhớ là địa chỉ cũ, giờ địa chỉ mới rồi nha. Có địa chỉ số điện thoại ở đầu video của cô chú anh chị mình ăn sầu riêng có thể liên lạc hỏi trước giá cả nha cả nhà. Ở đây khui ra cho ăn thử tại chỗ luôn nha. Ok thì lấy nha, còn không ok thì mình khui trái khác. Cơm vàng đã không? Cơm nó vàng. Đây quay cho chị mình coi. Vàng óng ánh luôn, đi sáo nó vàng vậy đó cả nhà. Một skin nó còn vàng hơn nữa. Đây đang khui giao cơm cho khách thì có một anh khách vô mua sầu riêng. Dạ, đi sáo 150 một ký, giá trái, giá cơm thì 400.000 một ký cơm. Cái này không có bao ăn. Dạ. Nghe đi hàng tấn không? Ở đây cũng cả tấn ha. Ngoài trước nhiều lắm nha cả nhà, mấy giỏ luôn nè. Cũng kệ nữa. Da mèo. Mèo nó để lại đang ráo à. Rồi còn chút xíu nữa đủ 1 ký à, giờ chín lần mấy rồi sao? Bỏ muối vô nó hơn rồi. Đổi muối khác đi. Đổi muối nhỏ lấy muối lớn rồi. Muối này cũng hơn 1 ký được không báo khách? Cho nó đẹp. Trời ơi, này ký mốt rồi, 436 ngàn. Đổi lại 2 muối nhỏ đi. Này khách điện thoại tới đặt sầu riêng rồi. Cui rồi ship giao tới nhà cả nhà. 20 gram. Ok. Rồi giờ lựa cho anh trai một trái. Gì cũng được, miễn ngọt béo được. Cái này 2,6 cả nha. 315 ngàn. Chưa, giá xuống rồi đó. Đó, xuống rồi đó. Trước 14 luôn. Giờ đây bán được hơn đúng không? Mà đi chơi xa quá, đi trung tâm. À. Ai cũng chịu xa quá chị ta. Giờ mai mua đâu thế, quá trời luôn. Đâu xa đâu, ăn đi xa mất ta. Hôm nay mua mối rồi, biết địa chỉ cũ. Bây giờ thế này. Ok. Ngon rồi nha. Vỏ mỏng à. Thấy cũng đâu xa lắm đâu, sát bên mà cả. Đẹp luôn rồi. Nhưng mà người ta đẹp lên đẹp chút xíu người ta thấy xa. Phong thủy không hợp. Ấy đi hợp phong thủy hơn à. Trộm vía bán rồi. Bán rồi. Hơn. Cân lên cờ ruột nữa coi. Nãy 315 đó. Coi có lỗ không? Cái này 325 là được 10.000. Nếu mà cân lên mà cái giá ruột ít tiền hơn thì lấy ít tiền hơn cả nhà. Cái này mà chủ chơi uy tín vậy. Nhiều tiền hơn lấy nhiều giá trái lúc ban đầu. Còn mà ít tiền hơn thì lấy ít tiền rồi. Trời quá uy tín luôn. Tiền vô khui trái này ngon rồi cả nhà. Cơm vàng.
ngon ngon ngon. Ok. Thập nhỏ thì khoảng nửa ký. Dạ. Mình ăn thập nhỏ được rồi nè. Nửa ký. Cái này chắc cũng cỡ nửa ký ạ. Hơn chút, hơn chút. Cái này còn muối nè. Cái muối nhỏ này nữa cho. Cái này ngon quá. Lấy hết hộp được không? Hết hộp đó nha. Cái này chắc được 2 3 lạng gì. Ba lạng rưỡi. Lấy muối nhỏ nữa là được nửa ký á. Sao cũng được. Đó, chị muốn lấy nào cũng được. Này bán dễ lắm cả nhà. Nửa ký đúng luôn, hay quá. 200. Mua nửa ký 200 ngàn một hộp nhỏ. Cái này đậy thôi cơ cơ về mình ăn liền các chị. Ăn liền, còn lại một hộp lớn này nè. Bởi chị lấy luôn hộp dạ. Chắc được 3 lạng nữa. Mua ít thì mình mua cơm cả nhà. Cân cơm một người ăn. Đây có khách vô nữa, có khách vô nữa. Trái này chưa được 1 ký hay gần 1 ký. Mua sen kiên nữa nha cả nhà. Cái này nó phải ít muối tí. Nó được 3 muối. Nếu không thì giờ mình sợ quá mình cân thịt thì 750 ký. Cái này có 3 muối nhỏ à. Trái này có 197 ngàn một người ăn hả con? Một người ăn thì ok á, một người ăn là ok á. Con nó nhỏ vậy chứ nó vậy lấy cái. Còn trái khác không? Còn trái nào chín không? Lại lấy trái tròn 5 hồng cho cô. Thấy mua sân kinh khách cũng chuộng ăn ghê cả nhà. Loại mới khách ăn thử rồi. Ăn ngon quá, vài bữa ra kiếm nữa không có hàng. Cơm có màu vậy nè. Còn đi xếp cơm màu khác. Không có sao đấy không? Dạ, không sao. Không sao. Cô cứ ăn thử không sao đâu. Cô ăn thử tại chỗ. Dạ. Đứng bán chốt hơn tại chỗ. 222 đến 220 nè. Hơn kia chút xíu. Cái này ngon, cái này nó tròn hơn á. Tròn hơn. Tròn hơn. Dạ chứ. Đây cho ăn thử mà. Ngon mấy bán. Cái này nó mắc hơn đi 6 có 120 à. Cái này nó giống mà của Mã Lai á. Đúng rồi. Ông phải sợ. Để con kiểm tra cho cô. Ở xa đâu sự mà cứ để này con. Vậy là con lấy cái này được. Lấy cô đi thôi. Mua xanh kiên thì nó lấy trái nãy đi. Cái độ mềm của nó không giống như đi sao. Mà nếu như nó mềm quá là nó đắng dữ lắm. Không có ăn cái loại ngon á. Cái trái này nãy nó ngon không? Thôi ra con sợ cô muốn chê cơm giống vậy á. Nếu thích mềm quá con lấy đi cho. Rồi. Không có mềm quá nhưng mà điều đó đừng có bị sữa. 197. Rồi. Cái này nó muối cho nên là con lấy chắc 200 à. 1 ký à? Cái này chưa được 1 ký nè. Chín không? Chín. Đấy là cô nói mềm chút xíu chứ chị nó hơi không được mềm á. À. Chưa chín không nó chưa được mềm. Cho. Như cái này là 1 ký 95 gram nè, 229 ngàn.
trái này mỏng vỏ, cô mua trái này lợi hơn. Sườn lạc thì cô cứ để lại con đâu có ép cô lấy sườn lạc đâu. Mà sườn lạc thì bên con khóc chứ cô đâu có ảnh hưởng gì đâu mà la không biết nữa à. Bây giờ con giúp cho cô kiểm chứ cô mà nguyên nhẹn hồi trái này con bán không được, ở còn con thì... Cô ok rồi, mỏng vỏ quá trời. Nãy nhiêu tiền? 229 hả? Nhiều muối nữa lựa trái này. Cái nào cứng không bỏ ra, ví dụ như cái này cứng nè con sẽ bỏ ra. Còn tính một ký thì nó thiệt là nhiêu? Dạ 400 ngàn ký à. Cái nó cứng con bỏ ra, bù lại khác cho cô. 29 cây nha. Không ổn nữa thì con lấy cái khác luôn. Có gì đâu, nguyên một vườn mà cỡ vậy. Đúng rồi, cây nhà luôn, không phải không có cái nào phù hợp hay sao? Tính con bỏ ra trà dễ lắm, tôi chấp nhận đăng ký thì con cũng dễ mà, dễ lựa. Tôi sẽ bỏ lại luôn. Tiền xử lý vậy? 290 thêm nữa. Thêm 250 gram nữa là đủ cho cô. 120. Còn mua sơ chín thì 220. Ri thì 120. Con chỗ này à? Có chỗ mà. Dạ. Ủa sao em thấy cái tớm rồi. Đúng rồi, bà chủ á, này nhân viên bà chủ mới đi công chuyện rồi. Bà chủ mới đi công chuyện rồi. Chỗ này bán có hai người bán, hai nhà bán. Để coi em dành thấy sầu riêng Mã Lai này. Đó, Mã Lai đó, nó đang có vô mùa đó. Ta mua quá chừng luôn, sáng giờ ta muốn mua ăn thử á. Dạ đúng rồi, cơm vàng lắm. Trái nó hơi nhỏ. Rồi bỏ này xuống. Ok, để cho cô 540g. Rồi. Sao cũng được, bán rất là dễ luôn đó nha. Chắc chưa đủ đâu bé Tiên nghĩ. Ủa, nãy thấy một trái luôn mà. Có nhiêu à? À còn đây nè. Thôi hết nhiêu đây chắc đủ á. Bỏ hết thôi, trái kia luôn, lấy trái này nha. Rồi, ok. Lấy
cơm của trái này thôi nha. Trái của anh cầm ngon á, mà không biết chín không nha. Ừ, trái nó đòn nó đều á, muối ngon á, mà không biết chín không, để coi chín mới phui được chứ chưa chín không được. Gần nửa ký như đó ăn được rồi. Bữa nãy là cũng phụ lại được cái kia thôi. Bây giờ là chị không lấy mấy hộp còn lại thì coi như là lấy trái khác luôn á, chứ không phụ được. Nếu như chị lấy mấy hộp đó thì em phụ được. Cái này chứ bây giờ chuyển đi, cái này nó bị. Vậy đó bây giờ. Bỏ cái này luôn, coi như là bỏ hoàn toàn nguyên trái luôn rồi. Bỏ phần này đó nè. Thì rồi tính đi. Này trăm mấy chứ gì, trời 188 nè. Một người ăn là ngon lành luôn. Thích vậy thì lấy vậy không đi, chất lượng. Rồi. Chất lượng thiệt á. Anh trai mua mua skin kìa đi. Còn có nhiều đó đó. Qua lên quá chừng luôn. Cái đó người ta mua rồi á. Dạ. Phải không? Ta mua rồi đúng không? Dạ không. Anh hỏi trong cái rổ á. À lựa đại hả? À. Anh lựa trái tròn là nó nhiều muối à, mấy cái loại này nó không có lép mà. Không, với cái cách ăn của chị thì mua sân trên hôm nay em mua không được cho chị. Nó không có cái đủ cái độ mềm giống như đi sáu này. Trai đang lựa mua sân kinh coi có chín không, phải tiền cùi nữa nha. Trái này 370 nè. Có ăn nhẫn được không? Chín quá không? Này này đâu chín đâu nhẫn. Không, cái đó chưa đã. Muốn ăn nhẫn phải lấy trái chín thì hiếm chín luôn á nhẫn. Ngon lắm mà ăn ăn ráo ráo dẻo ơi, là nó ngon rồi. Đừng đừng mềm quá. Cái này đi mua sinh chinh là cơm nó mịn lắm á. Mịn ngọt. Đây là 120 đó không? Đúng rồi, 120. Anh lựa cái nào lựa 120, còn nay không khui được thì mai khui, cái trái nó tròn đó. Rồi cơm quá ngon thấy không? Mua skin khui trái nào ngon trái đó cả nhà. Không có bị lỗi gì luôn. Ngất ngay luôn. Trái này là ngất ngay luôn á. Để dùm em đi anh. Ngon không? Ngọt gắt luôn á. Nè lấy này lau tay lên anh trai. Có khăn giấy nè. Này nhiều muối lắm. À, đủ học luôn. Cơm mịn vàng đã kìa. Skin này đó em ăn hàng xuất khẩu rồi, hàng Việt Nam đó đi nha. À. Miền Tây mình trồng mình chưa ăn. À, ăn thử coi nó ngon như cái loại kia ở bên Mã Lai không? Để cảm nhận sao anh? Nó béo không bằng đâu. À nó béo không cái bằng. Cái kia nó ngọt chắc dữ lắm. À. Nhưng mà nó mắc quá. À. Có 4 lạng cơm 500 ngàn rồi. Ờ. Dạ. Việt Nam trồng nó rẻ hơn. Hôm nay nó rẻ rồi chứ em nhớ năm rồi đã mắc dữ lắm luôn á. Dạ. Em thấy bán vui vẻ. Dạ. Em coi thấy dạ. Bán quá vui vẻ luôn. Ở trên chỗ cái mạng 8 á, mấy tiệm lớn hơn này. Nó bán nói chung là ở đâu anh, đường này cũng ít chỗ dựa lắm á. Đó, dưới cái thứ cái hàng mình nha. À nó Trường Chinh rồi. À, ngay Trường Chinh đó đúng rồi. Nó Trường Chinh rồi. Nó ngay chỗ thuốc bò có thám á, có hai ba tiệm lớn. À, biết chỗ đó rồi. Bán nói chuyện thiết ghép á. Ồ vậy hả? Dạ. Ở chỗ đó có hai tiệm gần kế dạ, bên nhau. Đúng rồi, hai tiệm kế bên nhau. Dạ. Cái này chất lượng. Giống như cô nãy đó cũng mua có nửa ký mà cua hết cho cổ bà trái luôn mới được á. Bởi vì gặp chỗ khác dễ gì mà mua được vậy. Không, gặp cái chỗ tiền mà có thám đó, ông đó ông chửi á. Ờ, không bán luôn á. Bán chỗ đó là mấy người mà mua có khó gì là ông chửi đó. Cua mà banh mấy trái. Không mà thấy chị bán dễ chịu à. Ồ, quá ngon. Coi cái clip đó. Dạ. Trái khô có miếng là chị cũng lấy ra đợt
bước hết vô nữa. Trời ơi, sao nhiều người khó khăn quá, ta bán khó chịu chứ vậy, đâu có lời lớn nhiều đâu mà. Cảm ơn anh trai gửi cho con. Em cũng buôn bán mà. Khách cũng có người này người kia, cũng có khách dễ chịu. Bán ra buôn mình phải chịu chứ sao. Giá này hả? Cái gì nữa hả? Để nó em nó lựa cho. Cái này qua đây chưa chín đâu nha. Cái này qua đây phải 2 ngày nữa mới khui được đó. Đúng rồi. Ví dụ như anh muốn ăn liền thì khui có ăn liền.